Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2024. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều tăng khá mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,68%, hiện tại đứng ở mức 2.344 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ đứng ở mức 105,33 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ đứng ở mức 65.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 4,256% trong một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng ở mức 81,42 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trong thời gian còn lại của tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là thống kê. Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ dự kiến công bố trong ngày thứ năm, tiếp đó là các chỉ số nhà quản trị mua hàng hay gọi là PMI của nước này vào ngày thứ sáu. Khả năng Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9 đang ở mức gần 70% theo dữ liệu từ công cụ Fed Watch Tool của sàn giao dịch Simmer. Nhìn về mặt dài hạn, theo chiến lược gia trưởng ông Oleason của ngân hàng Saxobank cho rằng một trong những trụ cột quan trọng nhất đối với giá vàng chính là vai trò kênh đầu tư an toàn, giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị trước những rủi ro thị trường như bất ổn địa chính trị và tác động của những bất định đối với nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, theo vị chiến lược gia này, nợ công tăng lên trên toàn cầu đang thúc đẩy các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng bạc xanh. Về việc thời kỳ tích lũy này, giá vàng thế giới sẽ kéo dài cho bao lâu? Ông Oleason nói rằng việc này sẽ tùy thuộc vào Fed. Ông cho rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ ở khu vực châu Á và các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là hai lực lượng hỗ trợ cho giá vàng. Nhưng giá kim loại quý này còn đang thiếu đi một nguồn lực hỗ trợ quan trọng là nhu cầu của các quỹ ETF. Nhu cầu của các quỹ ETF đối với vàng và bạc vẫn đang hạn chế. Các quỹ này đã bán dòng kim loại quý kể từ năm 2022, khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Nhu cầu vàng và bạc từ các quỹ ETF có thể sẽ duy trì ở mức thấp cho tới khi lãi suất giảm, theo ông Hassan nhận định. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như vậy là tiếp sau 4 ngân hàng thương mại nhà nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng đã có thông báo triển khai hình thức bán vàng trực tuyến tương tự, không còn phát số đăng ký trực tiếp mà chỉ bán cho khách hàng đăng ký online. Cụ thể, theo thông báo mới nhất từ công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, từ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2024, công ty sẽ dừng phát số cho khách hàng mua vàng miếng trực tiếp tại các cửa hàng mà chỉ bán cho khách đã đăng ký mua online. Theo đó, khách hàng có nhu cầu mua vàng sẽ truy cập đường link tại địa chỉ như quý vị và các bạn cũng đã thấy trên màn hình để đăng ký mà không phải xếp hàng chờ lấy số. Sau khi đăng ký thành công, khách mua vàng có thể đặt lịch mua và nhận vàng miếng theo địa chỉ mong muốn thông qua xác nhận về thông tin về địa điểm cũng như thời gian thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, thông báo của STC phương án bán vàng miếng trực tuyến này chỉ thực hiện áp dụng tại trụ sở chính STC tại 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM. Cụ thể, các bước đăng ký mua vàng miếng trực tuyến của STC như sau. Khách hàng truy cập website chính thức của STC và lựa chọn đăng ký mua vàng miếng STC. Tại màn hình trang chủ hoặc là truy cập website trực tuyến stc.com.vn, tại đây khách nhập đầy đủ chính xác các thông tin cá nhân theo hướng dẫn trên màn hình và lựa chọn địa điểm số lượng vàng mong muốn đặt mua. Khi đặt thành công, khách sẽ nhận thông báo bao gồm thông tin về họ tên, số căn cước công dân, thời gian địa điểm và số lượng vàng mua theo thông tin đã đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng chụp lại màn hình thông tin đặt lịch hoặc truy cập đường link trực tuyến stc.com.vn, đăng nhập bằng họ tên và căn cước công dân để xem lại thông tin đăng ký và đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và thời gian đã xác nhận lịch hẹn để thực hiện mua và nhận vàng. Tại các điểm giao dịch vàng theo lịch hẹn, khách hàng sẽ thanh toán và nhận vàng, lưu ý cung cấp mã QR, giấy tùy thân đã khai báo còn hiệu lực theo quy định. Về giá vàng, giao dịch được lấy theo giá được STC niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng. Hiện tại cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đều thực hiện bán vàng trực tuyến, đây được xem là giải pháp hạn chế tình trạng xếp hàng chen lấn tại các điểm giao dịch mua bán vàng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết hiện tại khó đăng ký mua vàng theo hình thức này. Theo đó, khách hàng thường xuyên gặp tình trạng báo lỗi hệ thống ở thời điểm đầu ngày, khó khăn khi đăng nhập đặt trước mua vàng của các ngân hàng. Ngoài ra, chỉ vài phút sau khi mở cửa, hệ thống của các ngân hàng cũng kín chỗ thông báo ngừng đặt trước.
Theo chuyên gia về vàng ông Trần Duy Phương cho rằng, việc các ngân hàng cho đăng ký mua vàng online giúp thuận lợi hơn trong quá trình mua vàng, nhưng chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của người dân nếu có nhu cầu mua số lượng nhiều hơn lượng vàng mà các ngân hàng giới hạn bán cho mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Nhìn chung mặt hàng vàng miếng thì tạm thời vẫn chưa có thay đổi nào, còn mặt hàng vàng nhẫn thì tiếp tục đi lên. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại mua vào mức 25.217 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra 25.467 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.770 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.850 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng có mức giá tương tự STC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SCC mua vào 7.600.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này không có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa chứng vàng chỉ bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại tiếp tục điều chỉnh tăng và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.365.000, bán ra 7.525.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.355.000, bán ra 7.455.000. Vàng 24K mua vào 7.181,2 nghìn, bán ra 7.381,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.356,8 nghìn, bán ra 5.606,8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.111,7 nghìn, bán ra 4.361,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.874 nghìn, bán ra 3.124 nghìn. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.448.000, bán ra 7.578.000. Nhẫn 24K PNG mua vào 7.360.000, bán ra 7.525.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 7.455.000, bán ra 7.580.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.